Chào các anh chị, tôi là luật sư Vlog. Tối hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi về cái nội dung liên quan đến vụ án của bà Trương Mỹ Lan. Nó có hai nội dung chính. Nội dung thứ nhất là nội dung có liên quan đến việc bà Trương Mỹ Lan đã thừa nhận là mình có một phần trách nhiệm. Đây là nội dung tôi cho rằng là khá là hay. Bà Trương Mỹ Lan đã thừa nhận là mình có một phần trách nhiệm thôi. Chứ bà Lan cũng vẫn không có thừa nhận cái tội danh cũng như là cái việc làm của mình. Câu chuyện thứ hai đó là cái câu chuyện mà có người đưa ra lý do rằng là giúp sức cho bà Trương Mỹ Lan vì là vợ bệnh và sợ mất việc. Đây chính là cái mà trọng tâm mà lúc trước tôi có từng trao đổi với quý vị, là khi mà sếp ra cái yêu cầu hoặc là chỉ đạo làm việc thì mình chỉ có hai quyền lựa chọn thôi. Một là mình nghỉ việc, còn hai là mình phải làm. Mà mình làm đó thì đừng bao giờ đổ lỗi là do sếp chỉ đạo, bởi vì sếp chỉ đạo thì sếp cũng sai luôn, đúng không? Cho nên là mình phải chịu trách nhiệm trước, còn sếp là chịu trách nhiệm sau. Nhưng mà rõ ràng là cái người mà chỉ đạo là người là chịu trách nhiệm nó nặng hơn ha. Nhưng mà cái người này thì lại là chọn cái phương án là mình vẫn làm, bởi vì họ đưa ra cái quan điểm là sợ mất việc. Đó là một trong những cái lý do mà trước đây cũng có một số anh chị phản bác tôi, nói rằng là nếu mà sếp chỉ đạo mà không làm rồi tôi mất việc rồi vợ con tôi ai lo, đúng không? Thì tại sao lúc đó mình không đặt câu hỏi ngược lại, nếu mà mình mất việc thì mình đi kiếm việc khác, vợ con mình sẽ khó khăn một chút nhưng mà mình không ở tù, đúng không? Thì lúc đó quý vị lại không đặt câu hỏi vậy. Rồi câu chuyện thứ ba tôi muốn chia sẻ, thôi tôi chia sẻ câu chuyện này trước ha. Đó là liên quan đến ông Nguyễn Cao Trí là một cái người được xem là đứng đầu trong cái bên chỗ của Văn Lan. Nhưng mà ông Trí thì lại bị cáo buộc một cái tội danh duy nhất trong vụ án này. Ông Trí thì không có liên quan đến cái vụ án của bà Trương Mỹ Lan. Nhưng mà ông Trí thì lại dính dáng một phần tài sản với chỗ bà Trương Mỹ Lan liên quan số tiền là 1.000 tỷ. Và ông ta lý giải rằng là trong một cái phút nông nổi thì ông ta lại thực hiện cái hành vi đó. Và tôi rất tiếc là với một người đã ở vị trí lãnh đạo cấp cao mà ông Trí không... Tôi không biết rằng ông ấy có nghe lời khuyên của những người pháp lý của ông ấy hay không, hay là do một phút nông nổi thì ông Trí lại thực hiện những cái biên bản chấm dứt hợp đồng, thanh lý hợp đồng, và làm cho ông Trí là tự đưa mình vào cái thế kẹt. Đó chính là tự đưa mình vào một cái tội danh, đó chính là lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Riêng một mình ông Trí không thôi thì có cái số tiền lên đến 1.000 tỷ đồng. Thì qua cái sự việc này thì 2.200 cán bộ giảng viên trong cái hệ thống giáo dục của Văn Lan đã làm một cái đơn xin giảm án cho ông Nguyễn Cao Trí. Tôi chia sẻ với quý vị như sau. Riêng ông Trí trong vụ án của bà Trương Mỹ Lan thì ông ấy là không có liên quan gì đến cái việc giúp sức cho bà Lan rút tiền như cáo trạng đã nêu, cũng không có liên quan đến cái vụ việc là tham ô, cũng chẳng có liên quan vụ việc nhận hối lộ, nhưng lại liên quan đến cái vụ là lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Một cái người thì không có dính dáng gì hết mà cũng lại nằm trong vụ án này. Sáng ngày 25 tháng 3, phiên tòa xét xử bà Trương Mỹ Lan cùng 85 bị cáo tiếp tục cái phần bào chữa của các luật sư. Ông Nguyễn Cao Trí đã tự bào chữa cho mình. Mở đầu phiên xử thì luật sư Trần Minh Hải bào chữa cho ông Trí cho biết, sở dĩ ông Trí bị truy tố tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản số tiền 1.000 tỷ đồng khi mà thanh lý hai cái giao dịch đã ký với bà Trương Mỹ Lan, gồm thanh lý hợp đồng chuyển nhượng 10% vốn điều lệ tại công ty Văn Lan và thanh lý hợp đồng ủy thác đầu tư là 31,22% vốn điều lệ công ty Cao Su Công nghiệp, hợp đồng ủy thác số 18. Cái nhan đề ông Nguyễn Cao Trí không có ý định chiếm đoạt tiền của bà Trương Mỹ Lan. Luật sư cho rằng mức hình phạt bị đề nghị là từ 10 đến 11 năm, mà đại diện viện kiểm sát đề nghị đối với ông Trí là chỉ là ông Trí đó không chỉ là quá nghiêm khắc mà là rất nghiêm khắc. Đối với hợp đồng chuyển nhượng 10% vốn điều lệ tại công ty Văn Lan, thực chất là việc kết chuyển từ 3 giao dịch của bà Lan để thanh toán việc thực hiện thỏa thuận nêu trên. Cụ thể, thỏa thuận mua bán cổ phần công ty Cao Su Công nghiệp Đồng Nai, thỏa thuận mua bán cổ phần công ty đầu tư du lịch Sài Gòn và thỏa thuận hợp tác đầu tư dự án huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh. Hồ sơ vụ án cũng thể hiện do nhận nhiều tiền từ bà Trương Mỹ Lan nên ông Trí gặp bà Trương Mỹ Lan và thống nhất chốt các khoản là bà Lan chuyển khoản cho ông Trí, tổng cộng là 1.000 tỷ đồng.
và hợp thức bằng hợp đồng 10% vốn điều lệ công ty Văn Lang. Coi như là tất cả những cái hợp đồng kia thì thống nhất là kết chuyển lại thành một cái hợp đồng quy đổi ra là 10% vốn điều lệ của công ty Văn Lang là ông ký sẽ chuyển cho bà Trương Mỹ Lan, là liên quan đến số tiền là 11.000 tỷ đồng. Theo luật sư thì ba giao dịch trên được các bên thiết lập thỏa thuận triển khai, sau đó bà Lan không tiếp tục thì mới quán đổi thành 10% vốn điều lệ của công ty Văn Lang, là khi ông ký là liên hệ giao dịch với bà Lan là liên quan đến ba giao dịch kia, nhưng cuối cùng bà Lan là không tiếp tục thực hiện các hợp đồng đó, và cuối cùng là mới là thỏa thuận là chuyển đổi các giao dịch đó, là các giao dịch từ ba hợp đồng đó thành đổi thành là 10% vốn điều lệ của ông ký nằm trong công ty Văn Lang là chuyển cho bà Lan. Bởi vì trước đó ông ký đã nhận tiền của bà Lan là từ ba giao dịch kia rồi lên đến con số là 1.000 tỷ đồng mà bà Lan không tiếp tục mua nữa thì ông ký là phải quán chuyển lại thôi ha. Luật sư đề nghị hội đồng xét xử, viện kiểm sát xem xét nếu dựa trên mặt giấy tờ hồ sơ, ông Nguyễn Cao Trí có khả năng phải thanh toán gấp đôi số tiền thực nhận. Luật sư lý giải, vì ngay cả khi hợp đồng chuyển nhượng 10% vốn điều lệ công ty Văn Lang thì các hợp đồng thỏa thuận giao dịch trước đó vẫn chưa được thanh lý. Có nghĩa là ở đây đó là hợp đồng trước kia là chưa được thanh lý, nhưng trong quá trình làm việc giữa bà Lan với ông Trí thì có thỏa thuận lên đến là 10% vốn điều lệ công ty là sẽ được chuyển đổi từ ba hợp đồng đó với cái hợp đồng cuối cùng này. Nhưng mà do để chuyển được như vậy đó là các hợp đồng phải cùng một lúc và đồng thời là ký kết với nhau, vừa thanh lý cái cũ và vừa ký cái mới thì nó sẽ hợp lý. Còn ở đây đó, ba hợp đồng cũ số tiền là 1.000 tỷ chưa được thanh lý mà bây giờ là phải có tốn thêm là 10% của vốn của Văn Lang là ông Trí phải chuyển ra cho bà Trương Mỹ Lan nữa. Như vậy thì vô tình là ông Trí là mất đi 1.000 tỷ nữa. Như vậy là bất hợp lý cho ông Trí. Theo luật sư Hải, giai đoạn đầu điều tra, chính bà Lan còn nhầm lẫn đã chuyển cho ông Trí lên đến là 2.000 tỷ đồng. Đúng chính xác ha. Luật sư cho rằng, việc ông Nguyễn Cao Trí ký thanh lý hợp đồng không quá phức tạp như là hồ sơ nhận định. Đối với các hợp đồng ủy thác số 18 thì việc ông Trí ký thanh lý xuất phát từ nguy cơ phải chịu trách nhiệm gấp đôi vì có sự trùng lập giữa các giao dịch. Ở đây là ông Trí là ông ấy tự ký luôn. Khi bà Lan bị bắt, ông ấy là tự ký cái hợp đồng đó luôn thì mới quy về trách nhiệm là lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Luật sư Hải cho rằng lỗi của các bên không rành mạch trong các giao dịch dẫn đến việc ông Trí có khả năng phải thanh toán gấp đôi số tiền thực nhận. Ông Hải đề nghị xem xét lời khai của ông Trí về việc đã thanh toán toàn bộ số tiền cho ông Hồ Quốc Minh, người đứng tên giúp cho bà Trương Mỹ Lan. Ông Hồ Quốc Minh vắng mặt trong suốt quá trình điều tra, truy tố xét xử, nên lời khai này của ông Trí chưa được xác nhận, nhưng không có nghĩa là không đúng. Tuy nhiên thì luật sư Hải cho rằng ông Trí vẫn thừa nhận trách nhiệm thanh toán cho bà Lan là thuộc về ông. Đồng thời bà Trương Mỹ Lan cũng đã chấp nhận đề nghị hội đồng xét xử thận trọng xem xét mức độ hành vi công Trí không nguy hiểm như cáo trạng đã thể hiện. Ông Trí không có ý định chiếm đoạt tài sản của bà Lan, và từ đó thì hầu như là các cán bộ công nhân viên của ban giám hiệu, ban điều hành, đội ngũ cán bộ giảng viên, giáo viên thuộc hệ thống giáo dục Văn Lang và hệ thống là Camera đã thu thập là 2.242 cá nhân có những cái lá đơn gửi cho hội đồng xét xử để xin là khoan hồng cho ông Trí. Rồi ông Trí ông ấy là trình bày như sau: tự bào chữa cho mình thì ông Trí cho biết là trước đó xin xem xét sự vắng mặt, nhưng khi nghe luận tội của viện kiểm sát thì thấy mức án quá cao so với hành vi của mình. Tất cả đúng sai tôi xin nhận hết. Trong bối cảnh chị Lan và hệ thống Vạn Thịnh Phát bị khởi tố, tôi đã rất bối rối và lo lắng vì cho rằng hệ thống của tôi có liên quan. Cho nên từ đó, thời điểm đó tôi đắn đo, do dự, chần chờ, đợi thông tin từ chị Lan, cho tôi. Đợi thông tin từ chị Lan cho tôi biết cần làm gì để bảo vệ quyền lợi của chị và đối tác của tôi. Trong lúc bối rối và để giải quyết khủng hoảng thì tôi đã chọn giải pháp là dẫn đến sai lầm. Trong lúc chờ bà Lan thông tin đó, thì ông ký luôn biên bản luôn. Nhưng mà chỗ này ông Trí lý giải á, là do bà Lan bị bắt khởi tố rồi ông ấy mới bối rối và lo lắng vì cho rằng hệ thống của mình có liên quan đó. Chỗ này tôi chưa được thỏa mãn lắm. Tôi chưa được thỏa mãn lắm về cái lời giải thích này.
Thật ra bản thân của ông Trí là người đứng đầu một cái hệ thống, và ông ấy là có rất là nhiều luật sư để hướng dẫn và hỗ trợ pháp lý cho ông ấy, mà ông ấy nói rằng là lo lắng, bối rối rồi ký các văn bản đó để hợp thức quá, thì tôi cho rằng cái lý giải này nó thật sự nó không phù hợp. Với cảm nhận của tôi là nó không phù hợp. Hay là nó lại có một ý khác nữa mà tôi không tiện nói ở đây. Đúng không? Hay là có ý khác nữa mà tôi không tiện nói ở đây. Chứ bản thân ông Trí là một người quản lý doanh nghiệp như vậy mà nói rằng là mình bối rối, thì tôi thấy là không bối rối. Chỗ này quý vị tự suy diễn thêm để mình hiểu nghĩa ha. Tôi không tiện nói ra. Tôi không tiện nói ra thôi. Chứ tôi đọc qua đến phút này tôi thật sự tôi không hài lòng với cái cách trả lời và cái cách tự bào chữa của ông Trí. Tôi thấy không có cơ sở. Nếu như một người dân bình thường thì tôi có cái niềm tin là câu biện luận đó của ông Trí nó phù hợp. Nhưng riêng với ông Trí là người làm việc ở mức độ vai trò là cấp cao và thường xuyên tiếp xúc với vấn đề pháp lý, trước khi ông ấy ký là ông ấy sẽ có được những sự ký nhái của các luật sư. Quý vị biết là các tập đoàn mà lớn đó, hay là các công ty lớn đó, thông thường trước khi tổng giám đốc ký là sẽ có được hai chữ ký của hai người rất quan trọng. Thứ nhất là kế toán trưởng. Thứ hai là chữ ký của luật sư. Là ha. Cho nên ông Trí nói rằng ông Trí á, là bối rối và lo lắng vì cho rằng hệ thống của tôi có liên quan. Bản thân mình giao dịch một cách bình thường thì làm gì là có liên quan. Cho nên ông Trí nói rằng là lúc đó cho nên là ông ấy mới là đi ký hồ sơ để hợp thức quá. Tôi cho rằng là điều này nó không chính xác. Tôi cảm nhận cá nhân tôi không tin. Nếu như một người công dân bình thường họ nói vậy tôi tin. Bởi vì tin hay không tin nó dựa vào cái lời khai của người đó. Và người đó như thế nào thì đó là cái cảm nhận của hồi bản xử. Nhưng mà bản thân của tôi đó thì tôi là không tin chuyện này. Tôi rất là thích cái anh mà cái lời bình luận của cái anh, có một cái anh đó tắc Việt Nam đó, là thuế Việt Nam đó, đúng không? Đây này, cái anh mà thuế Việt Nam nè. Khi mà tôi nói chỗ này thì anh thuế Việt Nam chắc hiểu ý của tôi đúng không? Cái lời biện luận này của ông Trí tôi không có hài lòng. Và tôi không có niềm tin ở chỗ này. Làm gì có chuyện đó. Không đâu. Anh Lê Minh DT nói rằng là ý ông nói là ông có tật nên ông rụt rặt mà phải không? Phải đâu. Với một cái người mà quản lý doanh nghiệp như vậy, với sự tư vấn của các luật sư mà nói rằng là có tật thì tôi nghĩ là không có. Không có, thậm chí người ta hiểu rất rõ luôn nữa. Cho nên là nói chỗ này tôi thấy vô lý lắm. Tôi không đồng ý cái cách biện luận như thế này. Cái này dậu đổ bìm leo đó, quý vị hiểu cái câu mà dậu đổ bìm leo không? Dậu đổ bìm leo, tôi thấy vậy là hợp lý hơn. Đúng không? Có ai đồng ý với tôi cái câu là dậu đổ bìm leo không? Bởi vì á, đến thời điểm hiện tại, những con nợ mà của bà Trương Mỹ Lan chưa khai ra, thì những con nợ đó vẫn là đang là thoải mái. Đúng không? Những con nợ mà bà Trương Mỹ Lan mà chưa khai ra, thì những người đó là sẽ rất là thoải mái, bởi vì là bà Lan đâu có cơ hội đi đâu đâu. Quý vị đồng ý không? Cho nên là tôi phân tích chỗ này tôi rất khó nói thẳng, nói thật lắm. Cho nên là tôi nói khúc này nói đi nói lại nhiều lần thì quý vị sẽ hiểu sâu hơn ý của tôi ha. Có những cái tôi rất khó để nói thẳng nói thật. Cho nên là tôi phân tích chỗ này thì quý vị hiểu sâu hơn giùm tôi không nói rõ được ha. Có những cái nó liên quan đến vấn đề về cái mặt phát ngôn. Tôi chỉ nói đến đây thôi. Đúng không? Tôi thích cái câu bình luận của anh Võ Minh Tính. Tôi thích cái câu đó. Tôi không nói được.
Quý đồng ý không? Rồi đến cái phần mà của bà Trương Mỹ Lan á, thì bà Lan phát biểu như vậy nè tự bào chữa cho mình, thì bà Lan nói á, một phần trách nhiệm bà Lan tự bào chữa, bà Lan nói là nhận một phần trách nhiệm. Vô tình cái câu này là bà Lan vô tình là nói câu này là vô tình là bà Lan đã thua về mặt hình ảnh rồi. Ban đầu bà Lan nó không có gì hết, nhưng bà Lan bây giờ thừa nhận rằng là mình có một phần trách nhiệm, là vô tình bà Lan đã thừa nhận là mình sai. Quý vị đồng ý không? Mình thừa nhận mình có trách nhiệm, nhưng mà nói rằng là mình bị quan là nó rất là mâu thuẫn. Bà Lan nói nhận một phần trách nhiệm, nhưng cho rằng bà chỉ đi kêu gọi nhà đầu tư nước ngoài vào cơ cấu SCB thôi, mà không biết người ở SCB vi phạm. Xin thưa với quý vị rằng là liên quan đến mà gọi là nhà đầu tư đó, là cổ đông đó, hội đồng quản trị, tổng giám đốc là những người phải báo cáo công việc cho hội đồng quản trị và các cổ đông. Quý vị nên nhớ. À, không biết quý vị đã từng đi họp đại hội đồng cổ đông chưa? Quý vị là có từng là thành viên trong hội đồng cổ đông chưa? Hay là hội đồng quản trị chưa? Bản thân một doanh nghiệp, ngân hàng cũng vậy, nó là doanh nghiệp thôi chứ không có gì hết á. Định kỳ là phải có cái kế hoạch, cái chiến lược kinh doanh, báo cáo cho hội đồng quản trị phê duyệt và báo cáo thường niên cho hội đồng cổ đông. Bản thân bà Lan là người kêu gọi và có một sức ảnh hưởng nắm 5% cái cổ phần, mà nói rằng là hầu như không có biết người SCB vi phạm, là tôi cho rằng điều này nó cực kỳ là vô lý. Quý vị có nhớ cái ngân hàng hôm bữa, ngân hàng gì cái ngân hàng gì mà hôm bữa họp hội đồng cổ đông đó, chính cái ông cổ đông, ổng là ổng nói mà ổng làm cho cái ông mà chủ tịch hội đồng quản trị đó là phải câm lặng luôn. Tôi không nhớ ra ngân hàng nào. Ông chủ tịch hội đồng quản trị mới nói đó, xin mời cổ đông phát biểu, cổ đông là nắm bao nhiêu cổ phần, quý vị nhớ không? Quý vị có nhớ cái câu của ông đó nói không? À, Sacombank đúng không? Tôi không nhớ rõ. Thì ông chủ tịch đó có vẻ như là nắm nhiều lắm, và ông ấy là cho một cái lời nói đầu tiên với cái vai trò là người điều hành cái phiên họp đại hội đồng cổ đông, thì ông ta mới cho một cái lời nói có vẻ như là khi dễ cái cổ đông giữ cổ phần ít. Ông ta mới nói rằng là mời cổ đông phát biểu và cổ đông là phải nói là mình nắm bao nhiêu cổ phần, bao nhiêu cổ phiếu. Thì cái ông nắm cổ phần cổ phiếu đó, ông ấy là cổ đông mà, đó là người chủ sở hữu doanh nghiệp mà. Ông ấy mới nói cái việc phát biểu của cổ đông là cái điều đương nhiên, bởi vì chúng tôi là chủ doanh nghiệp, tôi sở hữu cổ phần bao nhiêu điều đó không quan trọng. Tôi sở hữu một cổ phần thì tôi cũng là một trong những người chủ sở hữu của Sacombank. Tôi sở hữu 1 triệu cổ phần cổ phiếu thì tôi cũng là chủ sở hữu của Sacombank. Cho nên cái việc mà đứng lên phát biểu giới thiệu bao nhiêu cổ phần cổ đông đó là đang sỉ nhục người ta. Tôi rất thích cái ông đó, ông ấy nói. Rồi ông ấy đó còn nói thêm đó, cái vấn đề của các anh là vấn đề của hội đồng quản trị, là hội đồng về nghiệp vụ, các anh phải làm không được là để người khác làm, đúng không? Tôi rất thích cái câu nói đó của các anh cổ đông đó đấy. Cho nên nói rằng là mình là cổ đông mà mình không biết việc làm của ban điều hành và hội đồng quản trị thì tôi cho rằng là điều đó không đúng, không đúng. Bởi vì ngoài hội đồng quản trị còn có ban kiểm soát nữa mà. Quý vị nên nhớ, tổng giám đốc là người đại diện pháp luật điều hành doanh nghiệp, nhưng có ban kiểm soát, là người ban kiểm soát đó quản lý về mặt tài chính và tất cả các việc khác báo cáo cho hội đồng quản trị, mà hội đồng quản trị là người được cổ đông bầu ra. Cho nên nói rằng là mình là cổ đông mà không biết người ở SCB làm gì thì tôi cho rằng điều này là vô lý. Đó là cái quan điểm của tôi. Bởi vì tôi từng chứng kiến và tôi cũng đã từng tổ chức vài cái đại hội đồng cổ đông. Tôi là người đứng ra tổ chức cùng với các anh chị em khác, chứ tôi không nói là tôi làm hết. Biên bản họp hội đồng cổ đông, kế hoạch kinh doanh, rồi kế hoạch pháp lý thực hiện như thế nào, là tôi nhớ là năm 2014, 14, 15, tôi cùng với các anh chị em pháp chế
của một cái doanh nghiệp cũng đã lên sàn tổ chức đại hội đồng cổ đông và mời đến những cổ đông nắm một cổ phần thôi đến tham dự luôn, tất cả đều báo cáo hết, chứ nói rằng là không có là không đúng và không biết là không đúng. Tôi nghĩ tôi nói ở đây là những anh chị đã từng là cổ đông, các chị biết nắm 2-3 cổ phiếu người ta cũng mời thư mời định kỳ hàng năm đến để họp đại hội đồng cổ đông hết, mà mình nắm đến 5% mà nói rằng mình không biết người ban điều hành là ban tổng giám đốc làm gì thì tôi cho rằng điều đó vô lý, vô lý. Bởi vì là 100.000 đồng mà của một cái công ty, một doanh nghiệp, một cái ngân hàng mà xài là có 5 đồng của mình nắm 5% cổ phần mà, thì tôi tạm cho rằng là mình, một cái doanh nghiệp, một cái ngân hàng xài 100 đồng là có 5 đồng của mình, đúng không? Mà nói rằng mình không biết là điều đó vô lý, đúng không? Bà Lan tiếp tục khẳng định bà và tập đoàn Vạn Thịnh Phát chưa thực sự liên quan đến ngân hàng SCB. Bà Trương Mỹ Lan thì còn có 20, ngoài bà Trương Mỹ Lan thì còn có 26 bị cáo đã được luật sư bào chữa trong tuần qua. Luật sư của các bị cáo này không có ý kiến về tội danh, nhưng phần lớn cho rằng mức án mà viện kiểm sát đề nghị là quá nghiêm khắc. Người ta không ý kiến về mặt tội danh thì điều đó có nghĩa rằng không phải là người ta đồng ý, mà là bản thân người ta đó, thật sự mà nói đó, mỗi luật sư sẽ có góc nhìn khác nhau, mà thông thường nếu mà không ý kiến đó, nó sẽ có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất á, tội danh nó đúng. Thứ hai đó, không bàn sâu nữa, bởi vì nó đã quá rõ ràng liên quan đến các hành vi của những người có liên quan, là mình là những người là bị kéo theo, cho nên là bị đề nghị trong cái khung hình phạt của người là liên quan, cho nên là họ không ý kiến. Nhưng mà gọi là họ chấp nhận đó, thì tôi cảm nhận rằng họ chưa chấp nhận đâu. Đó là cái kinh nghiệm tôi thấy. Nhưng mà phần lớn cho rằng là mức án mà viện kiểm sát đề nghị là quá nghiêm khắc. Các luật sư đề nghị xem xét phân hóa vai trò của từng bị cáo để có hình phạt phù hợp hơn. Một số luật sư đồng quan điểm với các luật sư của bà Trương Mỹ Lan về việc xác định thiệt hại trong vụ án. Như vậy là có đến là 27 trên 86 bị cáo được các luật sư bào chữa. Còn lại 59 bị cáo sẽ tiếp tục được bào chữa trong phần phiên xét xử tiếp theo. Thì nó còn kéo dài khoảng là 50-60 luật sư nữa để mà bào chữa cho các bị cáo còn lại. Và sau đó là sẽ đến cái phần gọi là tranh luận của viện kiểm sát, lên đến là 10 người. Thì họ sẽ tranh luận đến khi nào mà đã kết thúc được và làm sáng tỏ được nội tình thì lúc đó mới thôi. Rồi lúc đó là mới tiến hành là nghị án và tuyên án. Nếu có tình tiết nào mà phát sinh nữa thì tòa có thể là tạm dừng để thu thập thêm chứng cứ, hoặc là có thể tòa quản thực hiện các biện pháp khác để bổ sung vô. Hay quý vị, chỗ này tôi thấy bà Lan lập luận đó, tôi cho rằng là một cái lập luận nó mang cái hơi hướng là yếu đuối về mặt cái lý là bà Lan hơi bị yếu. Bà Lan thừa nhận là nhận một phần trách nhiệm, và bà Lan nói rằng là không biết người ở SCB vi phạm. Tôi cho rằng điều đó là cực kỳ là vô lý, bởi vì mình là chủ sở hữu doanh nghiệp, mình nắm 5% cổ phần mà nói rằng là tôi không biết ban điều hành làm gì thì điều đó nó rất là khó để được chấp nhận. Thậm chí vì thấy cái anh mà ở SCB, ối cái anh mà ở Sacombank đợt đó đó, anh ấy nắm đâu có được bao nhiêu cổ phần đâu, anh ấy, tôi thấy rằng anh ấy nắm có mấy ngàn hay mười mấy ngàn gì thôi, không có nhiều. Và khi cái ông mà chủ tịch hội đồng quản trị Sacombank mà hỏi là nắm bao nhiêu cái cổ phiếu, anh ta phản ứng liền, nắm bao nhiêu điều đó đâu có quan trọng, quan trọng tôi là người chủ sở hữu doanh nghiệp, đúng không? Còn đây là nắm là 5% cổ phần, một con số khủng khiếp chứ đâu phải đơn giản đâu. Chúng ta tiếp tục ha. Phần tiếp tục là cái phần của một cái anh này thôi, ngắn gọn thôi. Anh ấy nói rằng là sợ mất việc, cho nên là phải lo lắng cho vợ con. Đây, chiều ngày 25 tháng 3 là bào chữa mù quáng phục vụ đế chế của bà Trương Mỹ Lan được đăng trên báo Tuổi Trẻ. Theo đó, năm 2019-20, vợ bị cáo Phương Anh bệnh nặng.
bố mẹ già và có con nhỏ, nếu không thực hiện theo chỉ đạo sẽ mất việc, không thể lo cho gia đình. Bị cáo bào chữa vậy đó, bị cáo nói đó, vợ của bị cáo là bị bệnh nặng, bố mẹ già và có con nhỏ, nếu không thực hiện theo chỉ đạo sẽ mất việc, không thể lo cho gia đình. Có nghĩa là anh ấy đã có được cái sự lựa chọn. Anh ấy nói như vậy đó là anh ấy đã nhận thức được cái việc đó là đúng hay sai rồi. Và cái quyền lựa chọn là của anh ấy. Một là làm theo, hai là nghỉ việc. Mà nghỉ việc rồi thì nó gánh nặng đó là vợ bệnh nặng, bố mẹ là già và có con nhỏ. Anh ấy chọn một trong hai con đường thôi. Một là làm, hai là nghỉ. Và cuối cùng con đường anh ấy chọn là làm. Đúng không? Đấy. Và làm rồi thì nó mới có hậu quả như ngày hôm nay. Đó là tôi trả lời cho một số anh chị luôn. Lúc trước tôi có hay nói rằng là khi mà sếp giao lệnh đó là có làm hay không. Khi sếp giao đó là chúng ta chưa có làm, chúng ta còn thời gian để chúng ta là viết một lá đơn xin nghỉ việc. Và chúng ta còn một cái việc là chúng ta suy nghĩ cái cách để làm. Sếp giao thôi chứ mà chưa có làm mà. Sếp giao là ngày mai mày ký tờ giấy này nha. Lúc đó mình chưa ký, mình còn suy nghĩ từ cái lúc buổi chiều hôm nay đến sáng ngày mai là mình còn thời gian suy nghĩ mà. Làm hay không làm, ký hay không ký, viết đơn nghỉ việc hay không viết đơn, mình còn thời gian ha. Cho nên là quý vị đừng có lấy lý do là tôi mà nghỉ việc thì vợ con tôi ai lo. Xin thưa rằng đó là do mình lập luận như vậy thôi. Nhưng mà ra pháp luật là vợ con của anh ai lo, tòa đâu có biết. Tòa chỉ biết rằng xử theo pháp luật. Đây, pháp luật rất lạnh lùng. Nhiệm vụ của ông Phương Anh là tìm cá nhân, pháp nhân đứng tên vay vốn nhằm hợp thức hóa các khoản vay. Luật sư Trang cho biết ông Phương Anh chỉ làm công ăn lương, không hưởng bất kỳ cổ phiếu hay khoản tiền nào từ bà Trương Mỹ Lan và tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Hành vi của bị cáo Phương Anh chỉ là thực hiện chức trách, nhiệm vụ của mình để nhận lương. Bị cáo chỉ nghĩ làm tốt công việc mà không có ý định giúp sức cho bà Lan hay bị cáo khác. Luật sư Trang cho rằng bị cáo Phương Anh không phải nguyên nhân trực tiếp dẫn đến thiệt hại như cáo trạng đã quy kết. Thực tế, mọi người đều hiểu rằng ngân hàng SCB sau khi hợp nhất thuộc về gia tộc của Trương Mỹ Lan. Số tiền quanh đi quẩn lại vẫn nằm trong ngân hàng. Phần thiệt hại là tiền được giải ngân từ trước, sau này bị cáo chỉ hợp thức quá. Chính cái chỗ này là cái chỗ mà xui rủi. Có nghĩa là giải ngân thì giải ngân từ trước, ai đã làm sai hết rồi, đến cái phần của mình là mình hốt trọn ổ, là mình ký để hợp thức quá nó. Có nghĩa là mình ký những cái mình không biết, mình ký những cái mình không biết thì bút xa thì gà chết thôi. Đó là lý do vì sao mà một số anh chị thì lại bị vướng chỗ này. Nếu mà mình ký cái mà mình không biết, trước khi mình ký cái gì là mình phải đọc, đọc phải kỹ, phải hiểu rồi hẳn ký. Giống như một số trường hợp tôi hay nói đó, đi ra văn phòng công chứng, người ta kêu đi ra văn phòng công chứng đi, ký hợp đồng mượn tiền thôi, nhớ cầm sổ đỏ theo nha. Ký hợp đồng mượn tiền thì liên quan gì sổ đỏ, cũng te 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 te. Tay cầm sổ đỏ theo, ra ngoài đó ký cái hợp đồng bán nhà đấy, ký mà không đọc là chết. Rồi có một người nữa được bổ nhiệm chức danh quản lý ở Vạn Thịnh Phát nhưng mà hữu danh thì vô thực. Trong khi đó luật sư bào chữa cho Hoài Tâm, trưởng văn phòng của hội đồng quản trị, cho biết bị cáo chỉ có trình độ trung cấp kế toán, năng lực hạn chế. Bà Tâm chỉ căn cứ chỉ đạo của bà Lan rồi chỉ đạo lại cho các nhân viên cấp dưới theo tổ chức nhiệm vụ tại công ty. Bị cáo được bổ nhiệm vì lúc đó bộ phận không có ai quản. Bản chất bị cáo vẫn làm việc như những ngày thường. Bị cáo chỉ chuyển lại những thông tin cấp trên cần. Bị cáo cũng đi xin thông tin từ nơi khác. Bị cáo làm việc chỉ hữu danh vô thực, bà Tâm bào chữa. Không, nhưng mà trong trường hợp này thì tôi cho rằng bà Tâm nói là tôi cảm thông được.
bởi vì bà Tâm á, là trình độ là trung cấp kế toán, cho nên nó là có thể những cái việc liên quan đến pháp lý, liên quan đến cái nghiệp vụ ngân hàng đó, bà Tâm không nắm. Tôi có thể cảm nhận và tôi hiểu được chỗ này, tôi hiểu được, bởi vì là tôi cũng có tiếp xúc nhiều với anh chị làm bên kế toán. Cái nghiệp vụ này đó là rất là khó, và về liên quan đến là hợp đồng tín dụng rồi giải ngân đồ này kia đó, nó có nhiều thứ lắm. Thì với cái chị Tâm này đó thì tôi có một cái phần cảm thông là được bổ nhiệm trưởng văn phòng. Văn phòng đó thì người ta thường làm rất là nhiều việc linh tinh lắm. Ví dụ thường hay thấy là những công ty lớn đó có là chánh văn phòng rồi trưởng văn phòng của hội đồng quản trị hay là tổng thư ký này kia đó, là những cái phòng ban đó họ làm rất là nhiều việc của hội đồng quản trị. Đấy, mà kiến thức chuyên môn phải vững thì mới có thể là tự bảo vệ bản thân được. Thì với chị này thì chị ấy là trung cấp kế toán, thì tôi cũng cảm thông được rằng là chị ta bị hạn chế rất là nhiều. Bị cáo Tâm cũng đề nghị hội đồng xét xử xem xét lại việc mình chỉ là nhân viên làm công ăn lương, nhưng lại bị viện kiểm sát đề nghị mức án ngang ngửa các bị cáo cấp trên của mình. Bào chữa cho bị cáo Thế là cựu phó giám đốc khối phê duyệt tín dụng. Thế này mới là ghê nè. Phó giám đốc khối phê duyệt tín dụng mới là ghê nè. Là cái người này á, là thường xuyên á, phê duyệt cái hạn mức tín dụng và cấp tín dụng cho những người đi vay vốn đó. Luật sư đề nghị thấy rằng mức án là 6 đến 7 năm tù á, mà viện kiểm sát đề nghị với bị cáo là quá nghiêm khắc. Luật sư phân tích trách nhiệm của bị cáo phát sinh ở hai mốc thời gian, trong đó tổng dư nợ của các khoản vay trước ngày 1 tháng 1 2018, là trước ngày bộ luật hình sự 2015 có hiệu lực đó, chiếm đến 91% so với tổng dư nợ của tất cả các khoản vay. Có nghĩa là ông này ông chỉ là phải làm sau ngày 1 tháng 1 2018 thôi. Từ đó đề nghị hội đồng xét xử áp dụng nguyên tắc có lợi cho bị cáo, chuyển hành vi bị cáo sang tội là vi phạm quy định về cho vay thôi. Cũng theo luật sư, thời điểm trước và sau khi hợp nhất thì bị cáo không nắm được thông tin bị cáo Trương Mỹ Lan sở hữu bao nhiêu cổ phần, cũng như không biết được cái việc bị cáo Lan điều hành tổ chức SCB. Luật sư đề nghị hội đồng xét xử xem xét là hành vi giúp sức của bị cáo Khổng Minh Thế là có, nhưng không mang tính quyết định trong việc dẫn đến thiệt hại cho ngân hàng SCB, từ đó phân hóa vai trò đồng phạm của bị cáo. Rồi tôi phân tích thêm một chút nữa cho quý vị hiểu. Trong cái phạm tội của tổ chức á, nó có nhiều cái vai trò lắm. Cái thằng chủ mưu nè là cái thằng cầm đầu. Rồi, thằng chủ mưu là thằng cầm đầu. Rồi cái thằng thực hiện nè, thằng thực hiện. Rồi cái thằng á, là đi giúp sức. Thằng cổ vũ. Đúng không? Nhiều cái vai trò lắm. Tôi lấy một cái ví dụ nè. Thằng A đó, nó đi ra học về, cái nó thấy thằng B ngồi bên đường đó, nó ghét quá, nó nói thằng ngồi thấy ghét, nhìn con mắt là nhìn thấy không ưa rồi. Cái nó đi về nó mới nói với thằng anh của nó: anh, em thấy thằng ngồi ngoài đường nãy nó liếc em thấy ghét nó quá, em thèm bực cho nó một cái quá. Thằng anh mới nói: mày đi ra ngoài đó mày quýnh nó cho tao, tao bảo kê mày, ai đụng đến mày nói tao nè, anh mày nè. Đó, thằng anh về, thằng anh sùng bố lên. Thằng em thấy thằng em nó để giải tỏ cái sự tức giận của thằng em. Đúng không? Thằng em đi học về, thấy thằng kia ngồi bên đường thấy ghét, nhìn không ưa rồi. Cái anh không làm gì được, ta nhỏ con hơn người ta đâu, có quýnh người ta đâu. Cái đi về nói ông anh của mình: anh hai nãy thằng ngồi đường em thấy ghét nó quá, giờ em muốn bực cho nó một cái quá, cho nó đã cái nư gì đâu. Cái ông anh ỷ bự con mà. Ông anh mới nói: mày ra mày bực nó đi, cho hả dạ đi. Đúng không? Cho mày hả dạ đi, mày bực nó cái cho tao đi. Ai mà quýnh mày mà về mày báo cáo tao, tao đi theo tao ok chưa? Đó, cái thằng hàng xóm ngồi kế bên: mày đi đi, có anh mày báo kê mà mày sợ gì, mày đi giùm tao đi, mày đi quýnh ra quýnh ra thêm cái nữa đi, tao ghét thằng đó luôn nữa. Thằng hàng xóm nhiều chuyện, đâu có liên quan tới nó đâu, mà nó cũng kêu là gì: mày đi mày quýnh cho nó một cái luôn đi, thằng đó hôm bữa tao cũng ghét nó nữa mà tao quýnh nó không được, giờ mày thay tao mày quýnh cho nó thêm cái đi. Cổ vũ về mặt tinh thần, đúng chưa? Cổ vũ về mặt tinh thần. Thằng ngồi kế bên nhà nữa, nó cũng nói:
mày đi lẹ đi, có xe đi không, lấy xe tao đi nè, đưa chiếc xe cho anh ta đi, giúp sức cho thằng đó không có xe đi, đưa chiếc xe đạp cho thằng đó leo xe chạy ngoài kia quýt người ta, giúp sức đó, phân quá vai trò đó. Thằng anh hai là thằng chủ mưu, cái thằng em là thằng đi quýt, thằng chủ mưu đứng đây bảo kê, thằng em là thằng đi quýt, đúng không? Thằng kế bên nhà là thằng cổ vũ, mày quýt thêm một cái cho tao đi, hôm bữa tao cũng ghét thằng đó nữa mà tao quýt không được, nó bự hơn tao, mày quýt cho thêm cái nữa là thành hai cái đi, tao một cái mày một cái. Thằng ngồi kế bên nhà nữa nó cũng ngó qua, có xe đi không, không có xe lấy xe của tao là chạy cho nó lẹ, rồi ra bụp người ta, phạm tội có tổ chức đó. Đó là ví dụ thực tế đó quý vị. Ghê gớm không? Không phải đơn thuần á, là mình kêu nó đi cái là mình chẳng qua là mình nói cho vui không đâu, không phải đâu, pháp luật nó quy định hết rồi ha. Không có cái lời nói khích bác cổ vũ của thằng này thằng kia chưa chắc đi, mà không có chiếc xe đạp của thằng này cho mượn để chạy thì chưa chắc hai anh em ra quýnh thằng kia được đó. Rồi tôi hôm nay là tôi chia sẻ xong rồi đó. Quý vị có câu hỏi nào mà chia sẻ liên quan với tôi nữa không thì mình cùng nhau trao đổi thêm ha. Đó, thì hôm nay có các tin tức như vậy đó để tôi chia sẻ với quý vị với góc nhìn của tôi. Hôm nay là tôi không đồng ý với cái lời gọi là biện bạch của ông Tý trong cái vụ việc 1.000 tỷ ấy, là tôi không đồng ý với cái lời giải thích của ông Tý. Với lại tôi không đồng ý với cái lời giải thích của là bà Thư Mỹ Lan đó, nói rằng là không biết hội đồng quản trị và ban giám đốc SCB sai phạm. Nó không biết là không đúng, tôi không tin. Chị Hạnh Phạm có hỏi là luật sư à, anh Hạnh Phạm cho hỏi là sổ đỏ và đất nhà đứng tên riêng của anh, khi anh chết á, thì vợ anh có được hưởng thừa kế không? Hưởng thừa kế thôi chứ không hưởng hết được, bởi vì khi mà tài sản của anh là anh mất á, mà là tài sản riêng á, thì hàng thừa kế thứ nhất của anh nè, thứ nhất là cha mẹ, thứ hai là vợ và thứ ba là con cái, thì những người nào còn sống là chia đều một phần cho những người đó hết, chứ vợ anh không hưởng hết được ha. Rồi xin mời các câu hỏi khác của các anh chị. Anh Đoàn Nguyễn có hỏi bà nội để lại căn nhà cho ba tôi và cô của tôi, nhà 112 m². Ba tôi mất 2 năm rồi, cô tôi bán giấy tay 15 m² phía sau nhà cho một người. Tôi có thể kiện cô tôi không? Tại bà nói bà chỉ bán phần của bà không nha. Bà nội để lại cho ba và cô là nhà là tài sản chung hợp nhất. Nhà là tài sản chung hợp nhất, chiếc xe gắn máy là tài sản chung hợp nhất của những người chủ sở hữu. Hai vợ chồng cùng có một chiếc xe gắn máy thì bà vợ không thể nào nói rằng tôi bán cái ghi đông, cái tay lái của chiếc xe đó cho thằng hàng xóm,
còn ông á là còn đang giữ nguyên chiếc xe nè, đúng không? Rồi hoặc là bà vợ nói chiếc xe với tôi là của ông, nhưng mà cái phần phía trước là của ông, bánh trước của ông, bánh sau của tôi bán bánh sau để tôi đi tôi nghiên cứu kỹ thuật số. Không được nha, tài sản chung hợp nhất là không có cái chuyện là chia ra của người nào là người nào đâu ha. Miếng đất cũng vậy, đất và nhà là tài sản chung hợp nhất, không thể nào mà bà cô nói rằng là tao bán khúc sau của tao, có chia chưa mà đòi bán. Cho nên trong trường hợp này anh có thể khởi kiện cái bà cô này để yêu cầu là chia cái nhà ra và đề nghị tuyên bố cái hợp đồng mà bán giữa bà cô. Rồi có anh chị mà Kim Loan Thái có hỏi vàng lên giá có liên quan gì vụ bà Trương Mỹ Lan không? Cái đó tôi không biết thiệt. Chuyện vàng lên giá với bà Trương Mỹ Lan tôi không biết. Anh chị Bảo Nít có hỏi cho em hỏi ba em đứng tên trên sổ nhà, khi ba em mất thì sổ nhà có tự động của em không? Không, ba em đứng tên sổ nhà khi ba em mất mà không có di chúc thì cái sổ nhà đó được chia cho các người hưởng thừa kế hàng thứ nhất của ba em chứ không mặc định là của em. Anh Trần Quang Nhật có hỏi luật sư cho hỏi tiền khắc phục hậu quả của bà Lan cho SCB, số tiền này có trả trái phiếu cho người dân không? Luật sư không trả lời được, bởi vì á, tiền này là tiền của SCB và SCB lấy lại cái tiền khắc phục này để phục vụ cho nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của SCB. Còn SCB có trả cổ phiếu, trái phiếu, có trả tiền gửi hay không đó, nó phụ thuộc vào cái hợp đồng đã đến hạn hay chưa và cái nguồn vốn kinh doanh của họ như thế nào. Chứ luật sư không thể nào trả lời rằng là phải trả hoặc là phải ưu tiên trả, luật sư không trả lời được à. Mình chỉ đơn giản là cái phần này là thiệt hại của SCB thì SCB có quyền lấy lại, và lấy lại đó là để SCB quay dòng vốn của mình để kinh doanh, và người nào có hợp đồng giao dịch với SCB là mà hợp đồng đó đã đến hạn thì mình có quyền đòi SCB à. Chị Hoàng Phan có hỏi xin hỏi luật sư, khi sang đất mà đã thống nhất đo đạc xong nhưng bên chuyển nhượng không giao sổ để đi tách ra chủ quyền phải làm sao? Thì yêu cầu khởi kiện đi ra ngoài tòa án buộc chủ đất phải thực hiện tiếp tục hợp đồng. Còn nếu chủ đất mà không thực hiện tiếp tục hợp đồng thì mình có quyền tự liên hệ với văn phòng cái quyền sổ đất để ra sổ cho mình à. Anh chị Long Phạm có hỏi luật sư cho hỏi mình viết di chúc rồi 2-3 năm sau mình viết lại di chúc mới, vậy di chúc gần nhất có giá trị pháp lý phải không? Chính xác. Chị Nguyễn Thị Hạnh có hỏi hai vợ chồng đứng tên đất, vậy hai vợ chồng bán con phải ký tên không? Nếu như mà hai vợ chồng đứng tên thì có nghĩa là đất này cấp cho ông bà, cho nên là con không có liên quan, không cần con ký tên. Anh chị Hải Ngô có hỏi mình có thửa đất thổ 60 mét còn lại 1.200 mét là trồng cây lâu năm, giờ mình muốn lên thổ cư được không? Anh muốn là thổ cư được không thì anh phải hỏi cái kế hoạch và quy hoạch sử dụng đất ở địa phương là nó có cho phép lên hay không. Nếu nó cho phép, nó quy hoạch đất ở thì mình lên được, còn nó không quy hoạch là mình không lên được. Chị Lưu Bích, Lưu Bích giống ca sĩ Lưu Bích có gì Lưu Bích hả? Luật sư cho em hỏi nếu vợ chồng hộ khẩu thường trú ở Sài Gòn mà bây giờ đang tạm trú ở tỉnh, giờ muốn ly hôn ở tỉnh được không? Được, nhưng với điều kiện là mình có đăng ký tạm trú ở tỉnh đàng hoàng nha mới được nha.
Còn mình xuống đó mình ở mình không đăng ký gì hết là không được ha. Chị Phương Nguyễn có hỏi, luật sư cho hỏi giải quyết xong vụ án của bà Lan thì bà Lan còn cổ phần trong SCB hay không? Cổ phần của bảy đâu có mất, cổ phần của bảy đâu có mất đâu ha, bảy vẫn có cổ phần trong SCB. Và nếu như trong trường hợp xấu nhất bà Lan không còn nữa thì con cái bà Lan sẽ kê khai đi hưởng cái cổ phần đó. Hôm qua tôi nhớ là tôi có hướng dẫn chị Thủy Lê rồi Thủy Lệ rồi mà, nếu như mà có bản án chia thừa kế mà có hiệu lực rồi mà mình không nhận được tiền thì thứ nhất là mình yêu cầu thi hành án, còn cái thứ hai đó là mình yêu cầu không có bản án rồi đúng không, hay là có quyết định công nhận của tòa án. Sau khi bản án chia thừa kế là có bản án rồi mà mình chưa nhận được tiền thì mình yêu cầu thi hành án thôi. Anh Nguyễn Vác hỏi tại sao bà Nhàn chức vụ thấp hơn ông Hưng mà nhận 5,2 triệu đô la, mà ông Hưng phó chánh thanh tra lớn hơn bà Nhàn mà nhận 390.000. Cái đó là phải đi hỏi hỏi bà Lan, hỏi Võ Tấn Hoàng Văn, hỏi bà Nhàn với hỏi ông Hưng. Sao bà chức vụ thấp hơn mà bà nhận tới 5,2 mà ông kia lớn hơn 390, thì phải hỏi mấy người đó chứ luật sư đâu có biết. Đúng không? Phải hỏi mấy người đó mới được. Anh chị Quỳnh Anh Lê Thị có hỏi là mình thuê đo đạc đất là thuê công ty bên ngoài được không? Được, miễn có chức năng đo đạc là được. Anh chị Ngọc Tùng có hỏi luật sư cho hỏi nhà người cháu cất trên đất của tôi thì tôi có được yêu cầu di dời được không? Trời ơi, đất của mình mà nó cất lên mình đuổi đi chứ có gì đâu không được. Đất của mình nó cất trên đất mình giống như là cái tủ sắt nhà mình, nó vô nó mở vô nó lấy đồ thì mình có quyền báo công an bắt nó chứ ở đó ha. Anh chị Trần Bảo Phước, luật sư cho hỏi mẹ mất đột xuất chưa viết di chúc, nhà có hai anh em, vậy tài sản chia làm sao? Thì con trai hưởng hết, con gái đâu được hưởng đâu. Đúng không quý vị? Ông bà hay dạy mà, nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô. Nếu mà có trai có gái thì giờ trai hưởng hết, con gái đâu được hưởng. Trời ơi, tôi nói vậy không có ai phản ứng tôi đâu hả? Chị đều nha, trai gái gì chị đều hết á, chứ làm gì có chuyện trai được hưởng gái không được hưởng. Chị đều hết nha quý vị. Rồi mời các câu hỏi khác của anh chị khác ha.
nên Hoàng Long Gia vô trễ nè. Chị Dung Trần nè, mẹ tôi có một mình tôi, mẹ tôi đơn thân, giờ cũng 78 tuổi rồi, khi mẹ mất thì căn nhà là xuống đứa con đứng tên phải không luật sư, nên sang tên khi mẹ còn hay đợi mẹ mất làm luôn. Tôi có lời khuyên, nên chia luôn, nên sang tên luôn, không nên đợi mẹ mất mới sang tên, đó là lời khuyên chân thành của tôi. Có chị Natalie Quỳnh nè, điều khoản nào quy định là chia cho nam không chia cho nữ hả? Trời ơi, chị không nghe kịp khúc nãy của tôi hả? Tôi giải thích lại rồi mà, nãy tôi giải thích lại rồi mà, nghe là khúc nãy đó tôi giải thích lại rồi mà. Tại nãy tôi thấy chia cho con trai không chia cho con gái mà không thấy ai phản ứng hết, đúng không? Tôi thấy không ai phản ứng hết thì tôi nghĩ chắc mọi người cũng đồng ý với quan điểm của tôi, đúng không quý vị? Theo luật hồi xưa của ông bà đó là nhất nam giết hữu, thập nữ viết vô, thì cho nên là có con trai chiên trai thôi, không chia cho con gái. Mà tôi nói vậy không ai phản ứng với tôi hết thì tôi nghĩ là đúng, nhưng mà vô tình thì tôi lại anh kia nói là có hai thằng trai, cho nên là tôi mới nói lại là trai gái cũng chia được hết ha. À, chị Trương Thanh Thủy, luật sư cho hỏi là không muốn để tài sản lại cho chồng có được không, phải viết di chúc như thế nào đúng không? Không, bây giờ muốn không để tài sản cho ổng á, chị ly hôn với ổng đi, hết là vợ chồng rồi đó, thì lúc đó là chị sẽ để tài sản lại cho con của chị được. Còn bây giờ á, mình còn đang là vợ chồng với ổng thì mình mà mất hay ổng mất gì thì tài sản cũng là của người kia được hưởng thừa kế mà, cho nên là không được nha, chơi với kỳ vậy. Trong lúc mà sống là tài sản chung, rồi lúc chết là không được chia cho người ta, trời đất ơi, làm gì là không được. Thế lúc sống là yêu thương đùm bọc lẫn nhau cho đã, rồi lúc mà chết của con tôi chứ không cho ông, trời đất ơi, không được. Chị Lợi Trương có hỏi là luật sư cho cô hỏi, à cô Lợi Trương, à các anh chị nào nghe tôi nói là cô hay anh chị đó, quý vị cũng thông cảm, bởi vì thông qua cái tên, cái nick trên YouTube đó, là tôi không đoán được nhiều khi cái người nữ mà lấy cái nick là nam, rồi người nam lấy nick là nữ, thì bao nhiêu tuổi tôi cũng không thể nào tôi biết được, thì tôi sẽ tạm xưng là tôi và anh chị. Còn nếu mà cô chú nào lớn tuổi hơn, à, hay là các em nào mà nhỏ tuổi hơn thì cũng thông cảm dùm là không thể nào đoán tuổi được, thì tôi xin phép là xưng là tôi hoặc là luật sư với anh chị ha. Cô Lợi Trương nè, luật sư cho cô hỏi
hai vợ chồng ly hôn, vợ thất nghiệp, bên vợ bà ngoại tù tội, anh vợ nghiện ngập, con 20 tháng, vậy người cha có quyền nuôi con được không? Nguyên tắc, con dưới 36 tháng tuổi là vợ nuôi. Nhưng mà trong cái trường hợp này đó, nó quá ngặt nghèo và có thể môi trường sống nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái việc lớn của đứa bé, cho nên là trong trường hợp này là chồng nên giành giật, và chồng là có cơ hội đó, chồng là có cơ hội đó. Nhà cô Lại Trường ha. Anh chị Phan Hải Ninh, ba mẹ tôi cho tôi mảnh đất, cũng đã sang tên cho tôi. Nhà ba mẹ tôi ở chung với em trai. Ba mẹ tôi mất mà không có di chúc căn nhà mẹ tôi đang ở với em trai. Tôi có được hưởng căn nhà này không? Được chứ, theo pháp luật là chia luôn ha. Cái lúc ba mẹ còn sống á là ba mẹ cho, đúng không? Còn bây giờ là ba mẹ mất, tức là chia, khác nhau nha. Ba mẹ còn sống là ba mẹ cho, còn ba mẹ mà mất là ba mẹ chia. Đấy, cho nên á là miếng đất mà mẹ ở chung, ba mẹ ở chung với em Út á, về chia luôn theo pháp luật. Nhưng mà về tình nghĩa đó thì có nên hay không, bởi vì là ba mẹ nó có cho mình rồi. Còn cái miếng của thằng Út á là tôi nghĩ là ba mẹ muốn cho nó, đúng không? Thì giữa cái tình với cái lý thì mình cân nhắc mình làm, chứ còn theo pháp luật là được đó. Nhưng mà theo cái tình lý trong gia đình thì cũng nên cân nhắc lại ha. Anh chị Ami Dương, luật sư cho hỏi, ba tặng nửa căn nhà cho mẹ rồi mẹ tặng cho con gái, mà bây giờ con trai kiện là nhà bị tranh chấp, vậy có đúng được không? Con trai bảy ba cho tặng mẹ, mẹ cho tặng con gái là đúng rồi, thì của con gái, anh trai kiện hay cứ kiện ha, nhưng mà không có thắng nổi. Anh chị Pha Lê, cha chết để lại tài sản cho hai vợ chồng, vợ theo người khác về đòi chia tài sản của cha chồng, vậy giải quyết như thế nào? Hợp lý thôi chứ giờ nói sao giờ. Tôi đứng hình chút, tôi đứng hình chút là bởi vì tôi muốn phân tích rõ thêm cho anh đó, là để lại tài sản cho hai vợ chồng là để như thế nào? Để là cái sổ hồng đất á, đứng tên hai vợ chồng, hay là để lại một mình anh đứng tên? Nếu như tài sản đó là bất động sản mà một mình anh đứng tên, bà vợ không chia được. Nhưng nếu tài sản đó là cha để lại cho hai vợ chồng, là hai vợ chồng cùng đứng tên, bà vợ chia được đó. À, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó, những tài sản nào mà anh với bà vợ mà sống chung với nhau mà mua trong thời kỳ hôn nhân, bà vợ quay về chia được luôn. Đấy, cho nên là tôi hơi đứng hình một chút, là tôi muốn phân tích kỹ hơn cho anh chỗ này. Có cái anh Hùng Nguyễn, tôi có vợ và hai con riêng của vợ, tôi mất đi tài sản chia thế nào? Thì bây giờ tài sản của anh với vợ anh là phát sinh đi,
anh có cái nhà đi ha, thì phân nửa tài sản của anh đó là nửa nhà đó, chia một phần cho vợ của anh, rồi chia một phần cho cha mẹ và con ruột của anh. Nếu mà cha mẹ anh mất mà con ruột anh cũng không có thì tất cả là được bà vợ hưởng hết. Chị Thái Kim Loan, luật sư cho hỏi là hai vợ chồng ly hôn, con từ bao nhiêu tuổi người mẹ không được quyền nuôi? Từ 18 tuổi trở lên. 18 tuổi nó độc lập, nó lập rồi, tự do rồi. À, cho nên là con trên 18 là tự nó nuôi nó. Mình không có nghĩa vụ phải nuôi. Thì câu hỏi của chị nó khó trả lời quá. Thật ra đó, cái câu hỏi á, là dưới 18 là nghĩa vụ nuôi con là của ai? Nó chính xác hơn. Dưới 18 tuổi mà dưới 36 tháng tuổi là nguyên tắc là giao cho mẹ. Từ 36 tháng tuổi đến 7 tuổi là sẽ hỏi ý kiến của nó. Từ 9 tuổi nó quyết định. Cho nên là nó có chia cái khung mốc thời gian và khung mốc về số tuổi nữa. Chị Hạnh Nguyễn, luật sư cho hỏi mẹ chia đất cho hai anh em không đều có kiện được không? Trời đất ơi, đã gọi là chia rồi mà làm sao mà kiện? Cái đó của người ta không cho sao người ta cho? Thậm chí ba mẹ không cho con cũng không sao hết. Thậm chí ba mẹ đem hết đất hiến cho nhà nước luôn, xây trường học bệnh viện luôn, con khỏi có miếng nào cũng được nữa. Cái đó của người ta mà. Quý vị cứ nghĩ đơn giản đi, cái miếng đất là tiền ba mẹ nằm túi đó. Ba mẹ thích ba mẹ cho, thằng nào lễ phép dễ thương thì mày cho nhiều hơn, thằng nào thấy ghét không cho luôn, đúng không? Chị Nguyễn Thị Ngọc Phượng hỏi là trong cái vụ xử sơ thẩm này có sử dụng phát hành trái phiếu luôn không? Không. Trái phiếu là chuyện khác mà. À, Chí Hạo hỏi là kiểu như tao thích hả luật sư? Đúng rồi, cái kiểu đất của tao, tao thích tao cho ai tao cho, chứ đứa nào dễ thương ngoan ngoãn biết lo làm ăn không tranh giành tao cho chính công, đúng không? Đứa nào mà quậy tao không cho luôn đó. Còn đứa nào mà quậy hơi hơi tao cho ăn công để tối đi nghiên cứu kỹ thuật số, đúng không quý vị? Trời ơi, của ba má chứ không phải của mình. Đã mình nói cái câu gì của ba má mà, cái câu của ba má là mình vô tình mình đã thừa nhận là của người ta, đúng không? Của ba má là của người ta, mà người ta cho mình là cái quyền của người ta, mình không có được quyền đòi hỏi ha. Mình đòi hỏi nhiều quá đó, mà ba má đi ra ngoài mà văn phòng phòng luật sư ba má hỏi luật sư hơn giờ nó hâm, tôi không cho nó quýnh tôi. Rồi cô ký tên cô cho hết đứa khác đi. Nó hầm thôi, nó quýnh ở tù, đúng không? Cô cho hết đứa khác đi. Chị Thu Hồng có hỏi, em với chồng em chỉ có tài sản mua sau hôn nhân, vậy cho
Vậy vậy cho em má vậy cho em má mất có phải họ không hiểu câu hỏi của chị Thu Học? À, chị Thúy Trương nè, đàn ông sống chung hai vợ, thôi đất ơi, ông nào có tài dữ vậy chỉ tôi với. xin cho tại hạ một cái thỉnh giáo hay một cuốn bí kíp coi. Đàn ông sống chung hai vợ, vợ sau không hôn thú, sau này chồng chết thì con của vợ sau có được tài sản không? Nếu như nó có đăng ký khai sanh ổng là cha thì nó được hưởng tài sản, còn nếu như nó không đăng ký khai sanh ổng là cha của nó thì bà vợ sau sẽ phải đi xét nghiệm ADN và khởi kiện ra tòa thì mới được chia, còn không thôi thì không được. À, chị Hoàng Phan có hỏi, khi chuyển tên sổ đỏ qua vợ khi chồng chết, các con không chịu ký thì phải làm sao? Thì đi khởi kiện mấy đứa con, chứ giờ nó không chịu ký rồi sao, đi khởi kiện nó, bởi vì tài sản của ba nó chết để lại mà, nó có quyền hưởng phần trong đó. Thì bây giờ muốn kêu nó đi ký, đi kê khai tài sản đó là phải kêu nó ký rồi cho nó đứng tên chung cái phần của nó, còn nếu nó không đi ký thì đi khởi kiện nó giành phần của mình lại thôi. Hai quý vị, chị Trang Đỗ, cha mẹ di chúc căn nhà cho con trai và con gái, không cho con rể và con dâu. Luật sư cho em hỏi, nếu em trai lấy vợ hai thì người vợ này có được hưởng gia tài này không? Được chứ, lấy vợ hợp pháp được hết chứ. Nếu như mà thằng em trai đó đó mà nó chết mà cái bà vợ hai đó vẫn là vợ hợp pháp ở thời điểm đó thì bà vợ hai được hưởng chứ. Cái anh cái chị cơn mưa mùa hè nè, ăn ở lung tung để rắc rối, vợ sau nó kiện ngược nên chị gì kia bảo không muốn chia cho chồng là đúng còn gì. Trời đất ơi, mình sao mình sống mình tính toán quá. Như tôi thiệt với quý vị, tôi có đứng tên gì đâu, tôi không có đứng gì hết á. Rồi tôi đứng nè, tôi đứng điện điện nè, nước, điện thoại, internet đó, tôi đứng mấy cái đó đó, tôi không đứng gì hết ráo á. Trời ơi, mình đi mình sống mình tính đó, nó đó để làm gì? Mấy anh chị nào đến nhà của tôi rồi biết, đến văn phòng của tôi rồi biết mà, tôi không có đứng gì hết á. Xe cộ tôi chạy tôi không đứng tên luôn. À, anh Bạch Hải Đường, ông chủ Quang Phương sống với ba bà vợ vẫn im ru, bà lớn có hôn thú hai bà kia không có, không ai dám quậy hết. Thôi xin cho tại hạ cuốn bí kíp coi, cuốn này mà bán ra ngoài thị trường là củ âm chân kinh luôn ha. Xin cho tại hạ một cuốn bí kíp và cho tại hạ xin thỉnh giáo.
cô Hạnh nè, luật sư cho hỏi, cha mẹ chết hơn 10 năm, con đứng tên đất, có hai chị em mà chỉ cất nhà trên đất, không chia cho em. Thưa ra tòa, 6-7 mà chưa được, 6-7 năm mà chưa được gì. Vậy giờ làm sao? Thưa ra tòa rồi thì bây giờ mình phải liên hệ với tòa án để coi vụ án đến đâu rồi. Mình đề nghị tòa thẩm định đi, rồi đề nghị tòa là đi xác minh thông tin đi, rồi đề nghị tòa xuống định giá đi, rồi đo đạc đất đai đi. Rồi mình phải thúc đẩy chứ. Thúc đẩy vụ án chứ. Chị Trần Thị Thanh Tâm có hỏi là sổ hồng mình đứng tên, sổ số chứng minh nhân dân cũ nay căn cước mới, vậy mình có cần đi cập nhật căn cước lại không? Theo luật là không có cần, nhưng mà tôi khuyên là nên làm. Nó là lời khuyên của tôi ha. Theo luật là không cần, nhưng mà tôi khuyên là nên làm. Có một cái bạn tên Tiến Hoa hỏi là anh này là ai vậy mà sao nhiều người vào đây xem, là đẹp trai thôi. À, có anh chị Hoàng Phan hỏi là cảm ơn hai câu trả lời của luật sư, nhưng mà tôi với tính nam rồi. Anh chị thông cảm, bởi vì tôi đọc tôi chỉ đối hình dung là tên nam nữ thì cũng khó phân biệt được lắm. Rồi thôi chào quý vị ha, 10 giờ rồi. Hẹn gặp lại quý vị cho ngày mai đi. Tối ngày mai cũng khoảng khung bây giờ là khoảng 8 giờ mấy đó, là chúng ta gặp nhau để bàn thêm một số cái tình tiết có liên quan trong vụ án xét xử ngày mai. Chúc quý vị có một đêm thật là ngon giấc, chúc quý vị có một cái ngày làm việc tiếp theo càng đầy năng lượng. Anh chị nào có nhu cầu nhờ tôi tư vấn pháp luật trực tiếp, hoặc là nhờ tôi tham gia bào chữa bảo vệ cho vụ án nào đó của mình, có thể liên hệ với tôi thông qua số điện thoại 0899508487. Số đó cũng có xài là số Zalo luôn. Một là quý vị sẽ gặp tôi, hai là quý vị sẽ gặp luật sư Hiền, xã tôi sẽ là người tiếp chuyện với quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.